Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Vua Hen. Ngày hôm qua mình vừa về được một số cây Citation 100 bản album box. Khi mà về một số cây Citation 100 bản album box thì bên mình đang bán với giá là 2.900.000 và được rất là nhiều anh em ủng hộ và có một cái tín hiệu tích cực. Để đáp lại cái điều đó thì hôm nay mình sẽ làm so sánh chi tiết Citation 100 với lại một cái đối thủ khác mà mình nghĩ là sẽ xứng tầm. Đó là con JBL Authentic 200, đối thủ truyền kỳ JBL Hapman Garden. Đó, và mức giá niêm yết của hai hàng này trên thị trường sẽ là từ 7 đến 8 triệu, hai con sẽ xem nhau. Thằng Authentic 200 hiện tại thì giá sẽ cao hơn bởi vì là nó là một cái con loa ra đời sau. Và hiện tại giá của Citation thì cũng đã rẻ hơn rất là nhiều rồi, cũng rất là phù hợp để cho anh em chơi. Vậy thì mình sẽ so sánh chi tiết xem coi đâu mới là cái sự lựa chọn hợp lý dành cho cái nhu cầu của anh em nhé. Đầu tiên là Citation 100 và cái hình dáng bên ngoài. Đối với mình, hình dáng bên ngoài của Hapman Garden luôn luôn rất là lạ, độc đáo. Và Citation 100 nó cũng như vậy. Những cái dòng Citation á, ở bên ngoài nó sẽ được bọc một cái e-căng nhìn rất là đặc trưng và có thể chống cháy nè, chống bụi. Tuy nhiên, nếu đối với bản thân mình nha, nếu như mà mình có một cặp Citation 100 như vậy, mình để trong nhà thì nhìn nó sẽ kiểu có một cái sự cân đối, nhìn nổi bật hơn là so với lại để một con. Nhìn để một con thì nhìn từ xa đôi khi là mình cũng không biết đây là một con loa luôn. Nhưng mà không sao, đó là cũng là một cái điểm hay. Còn với JBL Authentic 200, mình đã nói rất nhiều rồi về cái dòng Authentic này của JBL thì thực sự phải nói là rất là đẹp. Đẹp đến từng chi tiết và từng cái tông màu luôn. Nó được hoàn thiện từ cái da ở bên ngoài này, tới e-căng, Corex và những cái tông màu vàng ánh kim như vậy rất là đẹp. Mà nhìn vô là thấy là nổi bật rồi. Nên nếu mà để nói về ngoại hình so với hai thằng này, mình chắc chắn là sẽ chọn JBL Authentic 200. Và đây là đều là hai con loa cắm điện dùng trong nhà luôn nhé mọi người. Và tiếp theo là mình sẽ nói đến công nghệ của hai thằng này. Như mình nói phần công nghệ thì mình nói trước luôn để cho mọi người đỡ hụt hẫng là vì Citation nó ra mắt lâu rồi nên là những cái công nghệ của nó chỉ là lỗi thời hơn, gọi là lỗi thời hơn nha. So với lại thằng JBL Authentic 200 này, Citation 200 á dùng bản Bluetooth 4.2, có Wi-Fi, AirPlay và có tương thích được với Google Home nên setup được rất là nhiều thứ qua đó. Từ Google Home có thể setup được trợ lý giọng nói Google Assistant nè. Nhưng mà tuy nhiên có một cái điểm trừ ở đây, đó là ở Việt Nam mình cái AirPlay nó lại không hỗ trợ được trong khu vực Việt Nam mình. Đây là một cái điều rất là đáng tiếc. Tuy nhiên thì vẫn có thể sử dụng được Spotify nhá, và mình vẫn có thể kết nối được qua Bluetooth và connect lại được rất là nhiều con Citation với nhau ở trong Google Home. Rồi, còn về Authentic 200 này thì mọi thứ nó đều là hiện đại, rất là hiện đại. Bluetooth 5.3 này, có sử dụng app riêng nhé, app JBL One. Từ trong app JBL One chúng ta có thể điều chỉnh được rất là nhiều thứ trên cái equalizer rồi series bla bla bla, các kiểu rất là nhiều ở trên đó. Và Google Home tất nhiên rồi, nó cũng có luôn, nó có trợ lý giọng nói mà, nên là sẽ tương thích được với Google Home, setup được trợ lý giọng nói trên đó và các nền tảng stream nhạc như Spotify rồi Chromecast bla bla bla. Nói chung là không thiếu gì, Citation có gì là thằng này có cái đó. Nên mình nghĩ là ở cái kèo công nghệ và chức năng này á, JBL Authentic 200 sẽ nhỉnh hơn là điều đương nhiên nha mọi người. Và đặc biệt hơn là đến với phần âm thanh. Âm thanh của hàng này mình đã nghe thử rồi, thấy khá là cân kèo. Bây giờ sẽ để cho mọi người nghe nhé. Mình sẽ test indoor nhé mọi người. Đây là hai con loa cắm điện. Rồi mọi người, bây giờ mình sẽ test bắt đầu tiên trên con Authentic 200 này nhá. Và để cho công bằng thì cái equalizer của nó mình sẽ để ở mức mặc định luôn. Và đầu tiên sẽ là 50%. Không gian phòng mình đang ở đây là tầm 30m² thôi. Và khoảng cách sẽ là 1m₥ nha. Rồi, bắt đầu nha. Ngày trôi dây ân đêm, đợi ta chim hồng yên tình. Đừng theo lần đi trôi buông lơi đi tin quá vội. Lưng trường giữa bao hạnh phúc mới. Lần lỡ tình yêu cũ chạy theo ngân đau thương. Yeah. Don't wanna be like what in the future might be.
đành cầm nín nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã che trách thắng được ai. Trách người vội cách xa nơi ta, ta trách người vội bước quên câu thề. Trách người chạy theo lời si mê, có trách tình mình sao đâu đơn thế. Ok, thì qua bài nhạc thứ nhất và bài nhạc thứ hai, mình nói bài nhạc thứ nhất trước nhá. Ở mức 50% thì rõ ràng là mình thấy con này nó lớn hơn rất là nhiều đúng không? Một cái sự lớn hơn rất là đáng kể. Nên vì vậy là cái phần âm thanh của nó, cái phần mid này, giải mid, giải treble sáng hơn rất là nhiều. Và nếu các bạn ngồi trực tiếp ngay tại trên bài này như mình sẽ cảm nhận được cái độ rung, độ lực từ cái bass của nó. Con này thì bao gồm hai treble, một củ bass và một cái màng rung thụ động hỗ trợ phía dưới nhá. Cảm thấy cái lực rung rất là mạnh. Tuy là mình thấy chưa có cái độ sâu lắm nhưng mà rất là nhiều và mạnh, cảm nhận được rất là rõ ràng nếu mà ngồi trực tiếp ngay tại đây. Còn về Citation 100 ở mức 50% thì như nghẹt mũi, nghe không thấy gì luôn, nghe mọi thứ đều rất là nhỏ. Nhưng mà tăng lên 65% nhá, mình nói ở mức 65% này thì cái bass nó ok, có độ sâu nhưng mà không lực bằng thằng Authentic 200 này. Và cái giải mid và giải treble của nó cũng không sáng bằng luôn, không nổi bật bằng thằng này. Như mình đã nói, công suất của nó là 50 và bao gồm hai treble và một củ bass nha mọi người. Đó là về cái phần bài thứ nhất. Về phần bài thứ nhất thì mọi người có thể thấy là bass nó nhiều nên là mình sẽ dễ cảm nhận được ở cái giải bass nhiều hơn. Ở sang tới bài thứ hai, nó đã ít bass đi nhiều lời và bass của nó có nha, có một số cái phân đoạn xuống rất là sâu thì mình cảm nhận là con này nó sâu hơn. Con này ở mức 75% và con này ở mức 70. Và có một cái điểm mà làm mình rất là bất ngờ, đó là khi mà càng lên cao nha, càng lên cái âm lượng cao thì con này nó lại càng to ra nhiều, to ra nhiều hơn so với con này luôn. Ban đầu là 50% thì hai con này một chênh lệch quá rõ ràng, nhưng mà sang tới cái 70% này, 75% thì gần như là ngang nhau rồi, ngang nhau. Đó, một cái điểm mình thấy rất là hay. Ngoài cái việc mà bass nó sẽ không lực bằng này mà mình cảm nhận nó có độ sâu hơn ở một số những cái phân khúc, mà giải mid và giải treble của nó cũng được cải thiện nhiều. Nói chung là nghe nhẹ nhàng, nghe hài hòa. Đó, đó là gì mình cảm nhận về con Citation này. Còn đối với thằng Authentic 200 này ở mức 70% thì nó vẫn làm rất tốt, mọi thứ vẫn rất là ok, nhạc hay, giải mic, giải treble rõ ràng. Giống như ở mức 50% âm lượng thì mình không quá kiểu bất ngờ nữa rồi, thì mình bất ngờ hơn so với thằng này khi mà càng lên cao nó càng cải thiện được rất là nhiều. Và trong quá trình mà nghe nhạc thì có những cái số tạp âm bên ngoài, mọi người thông cảm giúp mình, nhẹ bên cạnh đang sửa nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy hay, like và subscribe.